Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC ngày hôm nay 26 tháng 9 và tôi là Phiện. Kính thưa quý vị, hàng loạt tổ chức tín dụng lớn, trong đó có các ngân hàng thương mại nhà nước đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động Việt Nam đồng ở các kỳ hạn dưới 1 năm với mức giảm từ 0,3 đến 0,5 một năm trong hôm nay. Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng được các ngân hàng công bố ở mức 0,3 đến 0,5% một năm. Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ở mức 4,2 đến 4,3% một năm. Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 5 tháng ở mức 4,8% một năm. Kỳ hạn từ 5 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 5% một năm. Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng ở mức 5,3% một năm và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng ở mức 5,5% một năm. Theo Ngân hàng Nhà nước, động thái điều chỉnh giảm lãi suất huy động của tổ chức tín dụng là giải pháp tích cực, kịp thời nhằm triển khai định hướng điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm nay đã vượt qua cả kim ngạch xuất khẩu dầu thô, theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, thưa quý vị. Theo số liệu hải quan, từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,68 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ chất dẻo. Rau quả của vượt mặt các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như lúa gạo, hạt tiêu, cao su để trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu nhiều thứ tư của Việt Nam sau thủy sản, cà phê và hạt điều. Theo Hiệp hội Rau quả, xuất khẩu rau quả của những tháng đầu năm nay thuận lợi là nhờ tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc và một số thị trường khó tính như Mỹ, Úc. Dự báo năm 2016, xuất khẩu rau quả có thể đạt kim ngạch 2,5 đến 2,6 tỷ đô la Mỹ, lần đầu vượt kim ngạch xuất khẩu gạo. Kính thưa quý vị, sau vụ lái xe xích lô chở tôn gây tử vong cho cháu trai 9 tuổi, thì mới đây Công an Hà Nội đã đề xuất tịch thu xe ba bánh tự chế, xe chở hàng công kênh. Xe ba bánh tự chế và xe chở hàng công kênh vẫn mặc nhiên lưu thông trên đường phố mặc các biện pháp xử lý của cảnh sát giao thông. Sau vụ xe xích lô chở tôn khiến tôn cứa cổ cháu trai 9 tuổi gây tử vong, phía Công an Hà Nội nhận định rằng hình phạt đặt lên cho các chủ phương tiện này còn quá nhẹ, khiến chủ phương tiện sau khi bị xử phạt vẫn tiếp tục vi phạm. Từ đó đề xuất tịch thu xe ba bánh tự chế, xe chở hàng công kênh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông để giải quyết vấn đề. Được biết, từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý hơn 3.000 trường hợp chở hàng công kênh, vượt quá quy định cho phép về chiều cao và chiều dài. Cụ thể, hơn 2.000 trường hợp xe gắn máy, hơn 500 trường hợp xe thô sơ và 57 trường hợp là xe xích lô. Mực nghiên cứu khoa học quốc tế là mục tiêu của trường Đại học Tôn Đức Thắng trong chiến lược phát triển. Thông điệp này được giáo sư Lê Vinh Danh khẳng định lại một cách mạnh mẽ trong lễ khai giảng năm học mới 2016-2017 và kỷ niệm 19 năm thành lập trường vào cuối tuần qua 24 tháng 9. Giáo sư Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, trường đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Tính đến thời điểm hiện nay, trường đã có tổng cộng 1.457 công trình khoa học được công bố trên các diễn đàn tạp chí khoa học trong và ngoài nước, có 380 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí thuộc danh mục tạp chí ISI. Hiện trường đã có 4 bằng sáng chế khoa học công nghệ Hoa Kỳ và có 12 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định. Đại học Tôn Đức Thắng là trường đại học đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Việt Nam được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế. Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện có mối quan hệ hợp tác với hơn 85 trường đại học tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới. Các mối quan hệ này giúp nhà trường tăng cường hoạt động trao đổi học thuật, hướng đến chuẩn mực quốc tế trong nghiên cứu khoa học. Với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng giáo dục đạt chuẩn 3 sao của QSTAR Anh Quốc, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã và đang đào tạo ra đội ngũ nhân lực có chất lượng cao cho xã hội. Tỷ lệ sinh viên của trường có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đạt ngưỡng 98,15%. Trong năm 2016 và năm 2017 thì về đào tạo thì nhà trường sẽ tiếp tục triển khai cái chương trình top 100 các cái trường uy tín hàng đầu trên thế giới. Về hợp tác quốc tế thì nhà trường chú trọng hai cái mảng. Thứ nhất đó là thu hút sinh viên quốc tế. Và để có chương trình sinh viên quốc tế này thì như vậy là các khoa sẽ phải chuẩn bị các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, đội ngũ giảng dạy bằng tiếng Anh. Và một cái khía cạnh mà phát triển quốc tế khác là thu hút giáo sư, cái nghiên cứu viên, giảng viên
người nước ngoài công tác cơ hữu tại Việt Nam. Về mặt khoa học công nghệ thì nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chú trọng phát triển các nhóm nghiên cứu. Ghi nhận những đóng góp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong đào tạo và nghiên cứu khoa học suốt 19 năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất tại buổi lễ. Và cũng trong cuối tuần qua thì gần 10.000 người đã tham gia cuộc chạy bộ BBGV Fun Run do Hiệp hội các doanh nghiệp Anh tại Việt Nam BBGV tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc chạy bộ từ thiện BBGV Fun Run đã diễn ra vào Chủ nhật ngày 25 tháng 9 tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ gần 10.000 người tham gia, ước tính quyên góp được gần 1 tỷ đồng. Đây là lần thứ 16 sự kiện này được tổ chức. Suốt 15 năm qua, BBGV đã quyên góp được gần 9 tỷ đồng cho các tổ chức từ thiện tại Việt Nam và thu hút 85.000 lượt người tham gia sự kiện này. Ông Ian Gibbon, Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sự kiện đóng vai trò lớn trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa các doanh nghiệp Anh và Việt Nam. Sự kiện hôm nay là một minh chứng cho mối quan hệ mật thiết giữa Anh Quốc và Việt Nam. Hai bên đã cùng hợp tác trong các lĩnh vực từ chính trị cho đến kinh tế. Và hôm nay tất cả lại cùng hòa mình vào bầu không khí sôi động hôm nay. Các bạn có thể nghe thấy tiếng ồn từ đám đông đang rất háo hức. Trong 16 năm qua, đã có hàng chục ngàn người tham gia chạy bộ, cùng nhau đóng góp hàng tỷ đồng gây quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo. Đây là một thành tựu rất to lớn. Đại diện BBGV cho biết, khoản tiền gây quỹ trong những năm qua đã thực hiện những dự án từ thiện như dự án phẫu thuật nụ cười cho 28 trẻ em hở môi và hở hàm ếch từ các gia đình và cộng đồng khó khăn tại các tỉnh phía Nam, dự án hỗ trợ điều trị bệnh cho những em có hoàn cảnh khó khăn, dự án xây dựng cầu Phượng Hoàng Mỹ Lợi B ở tỉnh Tiền Giang, v.v. Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với biên tập viên Tuyết Anh để cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực thể thao. Xin mời Tuyết Anh. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục điểm tin thể thao. Thưa quý vị, trên dãy núi Anh bầu cử Pháp vào ngày 24 và 25 tháng 9 vừa qua đã diễn ra cuộc thi biểu diễn dù lượn, nhảy dù và khinh khí cầu Cup Icarus. Tại cuộc thi thì các thí sinh đã mặc trang phục những chú rồng đầy màu sắc bay lượn trên bầu trời, đặc biệt là còn có pha biểu diễn trên không lần thứ 43 của người đàn ông mặc bộ đồ máy bay phản lực. Có khoảng 10.000 phi công tham gia ngày hội để điều khiển và tăng cường an ninh sau khi nước Pháp bị hàng loạt cuộc tấn công của Hồi giáo. Hôm 25 tháng 9 vừa qua là một ngày đáng buồn cho người hâm mộ bộ môn golf trên toàn thế giới khi tay golf huyền thoại Arnold Palmer vừa qua đời ở tuổi 87 tại Pittsburgh. Sinh ngày 10 tháng 9 năm 1929 tại Latrobe, một thành phố công nghiệp nằm ở phía đông Pittsburgh, ông bắt đầu biết đến golf từ khi 4 tuổi, phụ giúp cha mình nhặt bóng trong một câu lạc bộ golf địa phương từ năm 11 tuổi. Ông trở thành tay golf chuyên nghiệp vào năm 1954. Giai đoạn thành công nhất của ông là từ 1960 đến 1963, khi ông giành được 29 giải PGA. Thành công của ông cũng giúp cho bộ môn golf được lan rộng trên khắp thế giới và trở thành một hiện tượng ở thập niên 60. Năm 1967, ông trở thành tay golf đầu tiên kiếm được $1 triệu trong sự nghiệp. Palmer cũng vinh dự được Tổng thống George Bush trao tặng huân chương tự do, danh hiệu cao nhất mà một công dân Mỹ nhận được vào năm 2004. Cũng trong ngày 25 tháng 9 vừa qua, hơn 12.000 người đã tập hợp tại đường phố La Sang Thụy Sĩ để tham gia cuộc đua Coleraine. Những người tham gia cuộc đua sẽ mặc trang phục trắng và chạy bộ dọc theo bờ hồ Le Mans và được rải bột màu suốt các chặng đua. Cuộc đua Coleraine lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ vào năm 2012 và sau đó sự kiện lần lượt được tổ chức tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. Một phần doanh thu của sự kiện sẽ được quyên góp cho các quỹ từ thiện. Đây là lần thứ hai sự kiện này được tổ chức tại Thụy Sĩ. Năm ngoái, sự kiện đã thu hút hơn 10.000 người tham gia. Ngày 24 tháng 9 vừa qua, tại Melbourne của Úc đã diễn ra cuộc thi đua chó xúc xích với hơn 100 con chó tham gia. Chó xúc xích là loại chó có tai dài, chân to, cơ thể lùn và vụng về, nhưng không vì thế mà cuộc đua diễn ra không hấp dẫn. Ngoài ra thì trong cuộc thi còn có giải thưởng dành cho chú chó ăn mặc đẹp nhất. Các trang phục dự thi rất đặc sắc như là đồng phục ca bồi, nhân viên cứu hộ, thậm chí có trang phục là một chiếc xe tăng. Số tiền huy động từ sự kiện này sẽ được tặng cho tổ chức từ thiện Dashing tại Melbourne. Xin được cảm ơn biên tập viên Tuyết Anh và ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức nổi bật trên thế giới. Nga dự kiến vay nước ngoài 7 tỷ USD trong năm 2017. 90 triệu dân Mỹ chờ đợi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống.